ngồi thế này đau đít lắm, em không đi đâu. Biết xe nào mà chả là xe, bây giờ tôi cô đặt xe trên app thì tôi đã đồng ý. Nhưng mà xe em cứng này rồi. Sao em không lắp cái đấy, ghế em vào. Lắp rồi nhưng mà ghế em nào. Bây giờ nhưng mà vừa lắp rồi bây giờ nó bị tuột ra thì ai biết làm sao, khổ quá. Tôi phải lắp lại chứ, bọn anh làm dịch vụ bọn anh như thế à? Bọn bây tôi giờ là như thế này, khách ngồi bọn như nào tôi rồi? Là dịch vụ chạy xe, tôi chở có nhiệm vụ là chở cô đến địa điểm, tôi cũng có nhiệm vụ là làm cô em đít. Ôi, không hiểu vấn đề thế chứ. Anh nói lại câu đấy đi để em gửi lên tổng đài cái. Này, tôi thẳng với cô như tôi mà là xe ô tô. Xe của tôi nó đã hiện lên app rồi thì cô phải nhìn, cô phải nó chỉ hiện cái loại xe mà... này thôi nhá, chứ nó không nói là sao. Mà bây giờ xe đến đây không có yên đằng sau nhá. Mà bây giờ đến đây tôi bắt đầu chuyến rồi, bây giờ cô không đi là tôi sẽ bị chịu thiệt và đấy là việc của anh. Bây giờ anh kiếm cho em cái gì ngồi đằng sau đi thì em đi. Bây giờ như thế này ai mà đi được? Tốt nhất là bây giờ cô lên xe cô ngồi. Ôi còn lâu ấy. Cô lên xe cô ngồi. Không, bây giờ gì đây em ơi, sao em khách hàng ngồi thế? Bây giờ tôi bật em bật chuyến rồi anh ơi, anh phải hiểu bọn em xem. Bật chuyến em hủy chuyến được mà. Lý do hủy chuyến em không thích. Hoặc là em có thể hủy chuyến cho bạn được mà. Không, em bắt đầu chuyến rồi, em đến đây phát là em ấn bắt đầu chuyến luôn rồi, là bây giờ chỉ có di chuyển thôi. Em vẫn hủy mà không cho hủy. Bây giờ kể cả là ấn, bây giờ kể cả không đi thì em vẫn phải chịu là em đã đi đến đây rồi, em vẫn phải chịu thiệt. Tại sao anh ngay lúc đầu anh không nói, anh nhắn ở ghi chú ở trên app đi là xe anh không có yên đằng sau. Bây giờ xe không là xe là ghế sắt, yên ghế sắt. Không ngồi được đâu. Mà xe của tôi có cả cái vị, cô ngồi có cả cái chắn thì sao? Xe nào thì chả là xe. Xe là chả là xe, không có cái chuyến xe. Xe như này ai mà ngồi được? Mà này tôi nói thẳng với tôi đón cô rất là lâu, cô đi từ. Đấy là cái việc của anh. Bọn anh là dịch vụ, bọn anh phải tính toán. Mà tôi là gọi, tôi gọi điện cho cô bảo là tôi hỏi cô là thế số nhà bao nhiêu, tôi tìm thì dễ. Đeo đọc cứ đâu công viên, công viên 4 mà nói biết công viên nào. Biết là công viên ở chỗ này. Bọn anh đi, bọn anh có app mà đúng không? Đấy thẳng là bây giờ tôi đã đến đây rồi, tôi bắt đầu chuyến rồi thì cô phải có trách nhiệm, cô lên xe để tôi đến kia trong cô trả tiền cho tôi. Không thì bây giờ nhá, không thì cô trả tiền cho tôi. Còn lâu ấy, nhá. Tôi có đi đâu mà tôi phải trả tiền. Cô đặt xe ra cô không chịu trách nhiệm, vì ai chịu trách nhiệm với tôi bây giờ? Đấy là việc của anh. Trời nắng nóng bây giờ đấy tôi chạy ra như thế. Tại sao anh không ghi chú luôn trên app là xe anh không có yên đằng sau? Cái này tôi không, phải cái này không có trong. Tại sao xe như thế này vẫn cái này không có trong trách nhiệm nhiệm vụ tôi, mà tôi chỉ có rồi xe. Em không ghi chú trên chưa? Giờ tóm lại anh thấy là như thế này, mọi người xoay xoay cho nhau tí. Nếu mà em đã đi cái xe này chở khách thì em đi ghi chú là yên xe bằng sắt. Mà này đấy, nếu mà cô không muốn ngồi sau cô lên mà lái tôi sao được? Tôi bị điên đâu mà tự nhiên tôi phải lái anh. Em đừng cãi nhau ở đường, nếu như mà em ấy thì em thông cảm cho bạn, nếu em không thông cảm được thì em chịu cho bạn một tí tiền phạt. Không, em không chịu. Em có đi đâu mà em phải chịu. Cái này chỉ là cái cơ bản của xe cúp thì xe nào được thế, nó bay cơ bản. Nó bay xe người ta phải có yên chứ, xe này không có yên chả ai đi được cả. Đây không yên là cái gì? Đây không yên là miếng sắt à? Đúng, miếng sắt đấy. Cô ngồi cái này, cô ngồi này. Đây, em chịu khó, đoạn đường có xa không? Đoạn đường bao nhiêu cây? Em đi bao nhiêu cây? Thì cô hơn 2 cây anh. 2 cây thì ngồi tạm một tí thôi em. Không ngồi rồi. Bắt xe đi, cô hơn 2 cây. Ngồi này, ngồi đây, các cô hay ngồi vắt vẻ này. Chẳng làm sao, chẳng đau, chẳng ấm ê gì. Còn nếu thích, không thích đấy. Đây, ghế lái cho cô ngồi. Bây giờ anh không cho tôi hủy chuyến thôi. Tôi bắt xe khác ở đâu, anh muốn làm cái gì thì làm, tôi không trả tiền đâu. Tôi chưa đi lên tôi không trả tiền đâu. Bây giờ cũng ngang, thì bây giờ cái này nó bay đi rồi thì thôi chấp nhận rồi. Mà này nữa. tôi chở cô có 2 cây thôi. Tôi chở cô có 2 cây thôi. Cùng lắm là anh nghĩ là cũng ngồi được mà, thôi thông cảm cho bạn, bạn làm được dịch vụ cũng cái này bọn em là chạy xe, bọn em chở nhiều. Còn bây giờ anh cứ cái đấy, nó đứt dây nó bay đi là đấy là việc của anh. Còn đâu tôi book xe khác rồi. Bây giờ cô phải lên xe tôi. Cô phải lên. Này cái gì? Chẳng có cái kiểu đâu. Đừng làm thế em ơi, đừng du đẩy khách hàng thế. Nhưng mà bây giờ tôi đã mất công mất sức tôi đi lên đây rồi. Biệt thà tôi đứng ở kia tôi có thêm chuyến mới hơn hay không? Chịu. Bây giờ cô book tôi, ok, tôi đã chịu trách nhiệm tôi đi lên đây rồi. Cô đón cô phải đi chứ. Tôi mất bao nhiêu công, bao nhiêu sức. Đấy là việc của anh. Còn bây giờ tôi có xe khác đến đó rồi, có đâu anh cứ thích đứng ở đây đâu, có đấy là việc của anh thế thôi. Còn đâu tôi không đi nên đừng có bắt tôi phải trả tiền. Bây giờ xe này thì xe nào thì xe. Thôi em ạ, cãi nhau gì, cãi nhau phụ nữ không gì. Mẹ ngang như cua ấy, cậy con máy cái đéo không biết. Ghê đéo mà chẳng ngồi được. Thôi, về lắp mà, chịu khó chạy xe ôm về lắp cái ghế ra mà. Tốt nhất chú đi bộ. Em ạ, lắp cái ghế ra mà em ạ.
em lắp rồi nhưng mà từ nãy chở khách, khách nó ngồi nó đứt cái dây, bây giờ nó tuột, nó đứt đi chứ. Bọn em không phải không lắp đâu.